Nhật Kim Anh lấp lửng chuyện thay lòng đổi dạ, thừa nhận sai khi cho nhau cơ hội. Trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Nhật Kim Anh đã tự rút ra cho mình được nhiều bài học sâu sắc. Hậu ly hôn, Nhật Kim Anh liên tục phủ nhận khả năng quay lại với chồng cũ cùng những tin đồn tình cảm, song nữ diễn viên vẫn chia sẻ nhiều bài viết dài nói về sự tổn thương từng trải qua. Sau nhiều lời động viên từ khán giả, Nhật Kim Anh ngày càng mạnh mẽ và khẳng định độc thân tuy buồn nhưng vẫn tự do và an yên. Mới đây, Nhật Kim Anh đã có những chia sẻ tiêu cực về trải nghiệm tình cảm của bản thân hậu ly hôn. Theo đó, nữ diễn viên ẩn ý việc đã đường ai nấy đi vì người mới thay lòng đổi dạ. Bên cạnh đó, giọng ca Em Không Thể Xóa Hết cho rằng đối phương thích suy diễn nên dẫn đến việc không hợp nhau. Quá sai khi nghĩ rằng cho nhau thời gian để thay đổi, thật ra là cho nhau thời gian để thay lòng đổi dạ. Những người yêu nhau mang đến cho nhau một năng lượng tích cực, nhưng khi họ đã bắt đầu suy diễn thì năng lượng ấy trở nên tiêu cực. Nhật Kim Anh chia sẻ trên trang cá nhân Facebook. Ngoài ra, bà mẹ một con còn nhấn mạnh về việc sẵn sàng độc thân khi không tìm được người phù hợp, thực chất đến với nhau để đồng hành cùng nhau trên một con đường. Thế nhưng nếu không thể chung đường thì một mình. Tuy buồn một chút nhưng nó sẽ là cả quãng đường rộng với vô vàn tự do và an nhiên. Cảm ơn cuộc đời cho ta cảm nhận và hiểu thêm nhiều thứ. Dòng chia sẻ của Nhật Kim Anh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Dường như trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Nhật Kim Anh đã tự rút ra cho chính mình được nhiều bài học sâu sắc trong cuộc sống và tình yêu. Dưới bài viết, khán giả đã để lại nhiều bình luận đồng cảm như: một số bình luận của khán giả, thương chị, người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và vô cùng mạnh mẽ, chị chắc chắn sẽ tìm được một nửa của mình. Rồi chị sẽ tìm thấy một nửa kia thương chị, hiểu chị và là điểm tựa vững chắc cho chị, mang đến cho chị cảm giác an toàn. Thà độc thân sáng giá còn hơn tin vào lời dối trá khi yêu. Càng ngày càng đẹp ra, phụ nữ tự lập và độc lập về tài chính có khác, lúc nào cũng xuất sắc. Trước đó, Nhật Kim Anh cũng nhiều lần nhắc đến chuyện tình cảm mới theo hướng tiêu cực và muốn tìm hiểu trước bởi sợ rước họa cả đời. Khi ta thử lừa ai đó thì sự thật nó lòi ra và ôi chao thất vọng. Thôi thì thà biết trước còn hơn rước họa cả đời, cuộc đời này sợ nhất là lòng người. Mỗi lần ẩn ý về mối tình mới chưa từng công khai danh tính, Nhật Kim Anh đều mang thái độ không mấy vui vẻ. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn cùng chồng chăm sóc con trai. Nhiều khán giả cổ vũ Nhật Kim Anh đi thêm bước nữa, song cô vẫn cân nhắc nhiều trong chuyện tình cảm. Hậu ly hôn, Nhật Kim Anh nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với cựu thành viên HKT TT. Song cô đều lên tiếng và cho biết đó chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp. Tuy nhiên, khi được đẩy thuyền cùng Lợi Trần vì thường xuyên xuất hiện cùng nhau, Nhật Kim Anh lại chưa từng đính chính. Bên cạnh đó, việc nam diễn viên nhiều lần dành lời khen cho đồng nghiệp khiến nhiều khán giả đặt ra nghi vấn về mối quan hệ của cặp đôi. Nhật Kim Anh được biết đến là một diễn viên ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Người đẹp là minh chứng cho câu nói, quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa. Thật vậy, xuất phát điểm là một cô gái có cuộc sống khó khăn và vất vả, từng phải ăn cơm trộn khoai. Tuy nhiên, sau tất cả, với những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, ở thời điểm hiện tại, Nhật Kim Anh đã sở hữu trong tay khối tài sản khổng lồ đáng mơ ước. Sau 20 năm cống hiến hết mình vì nghệ thuật, ở thời điểm hiện tại, Nhật Kim Anh đã có nguồn thu nhập ổn định. Song song với đó, người đẹp cũng mạnh dạn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh làm đẹp mỹ phẩm. Trong năm 2020, Nhật Kim Anh đã sắm cho mình 3 xe hơi tiền tỷ cực sang trọng. Đầu năm 2020, cô khoe rằng vừa tậu xế hộp khoảng 3 tỷ đồng để thưởng cho bản thân sau nhiều năm cố gắng. Đến tháng 7 năm 2020, nữ diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa mua thêm chiếc limousine để phục vụ công việc và những chuyến lưu diễn xa. Ngoài dàn xe sang, cô cũng sở hữu một căn biệt thự 220 m² có giá trị vài chục tỷ đồng tại Bình Chánh. Trong nhà còn có hồ nuôi hơn 50 chú cá coi Nhật Bản. Mới đây nhất, nữ ca sĩ tiết lộ rằng cô vừa mua thêm một căn biệt thự dành cho con trai, nằm ngay bên cạnh nhà hiện tại của cô. Dù hiện quý tử nhà Nhật Kim Anh còn khá nhỏ tuổi, nhưng cô đã tậu nhà riêng cho cậu bé. Cũng đủ để thấy giọng ca Thà Người Đừng Hứa giàu có đến mức nào.